Nhật Minh xin kính chào quý khán giả của chương trình Góc nhìn đa chiều. Thưa quý vị, hải sản, thực phẩm tươi sống từ lâu đã trở thành một món ăn khoái khẩu của nhiều tín đồ. Nhất là gần đây, với cách chế biến ăn sống mới lạ, những món ăn này ngày càng thu hút giới trẻ. Hàng loạt các nhà hàng, quán ăn chế biến các loại thực phẩm tươi sống theo đó mọc lên để phục vụ nhu cầu ngày một tăng cao. Nhưng có bao giờ chúng ta thắc mắc rằng tại sao các loại thực phẩm tươi sống lại được lòng thực khách như vậy? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng Nhật Minh theo dõi. Thời tiết oi bức, những món thủy hải sản sống như hào, cá ngừ, cá hồi, cá lóc thu hút rất đông thực khách. Hàng loạt quán xá từ cao cấp cho đến bình dân được mở ra để phục vụ cho nhu cầu ngày một tăng cao của người dân. Vì được truyền tai nhau về sự bổ dưỡng và thanh mát khi ăn những món ăn sống này, nên số người tìm đến để thưởng thức những món ăn này ngày càng tăng cao. Một quán chuyên về đồ sống trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10. Món ăn từ cá hồi, trứng cá hồi hay như hào sống, tôm sống luôn rất đắt hàng. Người đến thưởng thức món ăn tươi sống này cũng rất đa dạng, không chỉ là những người trẻ theo trào lưu và thích sự thử nghiệm. Do ăn tươi sống nên cơ thể không bị tăng năng lượng như ăn sau chế biến. Vì chế biến sẽ có thêm gia vị, dầu, mỡ, mắm, muối. Chính yếu tố này đã làm cho người ăn cảm thấy mát và dễ tiêu hơn. Ngoài ra, ăn hải sản sống thì vitamin nhóm B, nhóm C, iốt không bị mất đi, sẽ rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là phụ nữ. Không khó hiểu vì sao những món ăn này thu hút đông người ăn đến vậy. Không chỉ có hải sản, từ nhiều năm nay, các món ăn là thực phẩm sống khác cũng được người dân dùng. Gỏi cá sống, nem tín hay tiết canh là những món ăn tươi sống rất phổ biến. Tất cả đều được đồn thổi, rỉ tai nhau rằng rất bổ dưỡng và thanh mát. Tuy nhiên, có thật những thực phẩm này bổ dưỡng và an toàn như mọi người vẫn thường nghĩ hay không? Thực phẩm mà nó sống thì nó sẽ khó tiêu hóa hơn thực phẩm mình đã nấu chín. Mình nhớ là thời kỳ ngày xưa là thời kỳ mình chưa phát minh ra lửa, thời kỳ còn nguyên thủy á, mình ăn thịt sống nó khó tiêu hóa lắm, mà khi mà mình nấu chín rồi thì nó sẽ dễ tiêu hóa hấp thu hơn. Cho nên chất dinh dưỡng mới vào người mình được. Và một cái nguy cơ nữa là nếu mình ăn thịt sống thì nếu mình không có tiêu hóa được, nghĩa mình có khả năng dị ứng với cái sản phẩm đó. Chưa kể những cái nguyên nhân về vệ sinh toàn thực phẩm đó. Nấu chín thì vi khuẩn sẽ chưa được giết, cho nên là mình sẽ có cái nguy cơ là nhiễm trùng rồi ngộ độc thực phẩm nữa. Thưa quý khán giả, không phủ nhận những giá trị dinh dưỡng có trong hải sản, thế nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe mới là chuyện mà chúng ta phải quan tâm. Nhất là tại các đô thị, việc vận chuyển đóng gói các thực phẩm tươi sống này trước khi chế biến và đến tận tay thực khách cũng tiềm ẩn nguy hại khó lường. Chợ đầu mối chuyên cung cấp hải sản tươi sống đến các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Những công đoạn trong quá trình đóng gói, vận chuyển không thực sự đảm bảo. Chưa kể đến việc vận chuyển và bảo quản thiếu chuyên nghiệp sẽ đưa đến nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại nhiều quán ăn, thực khách vô tình thưởng thức những món ăn sống, nhưng lại không hề biết đến nguy cơ món ăn nào có thể trở thành độc chất khi nguyên liệu làm ra chúng không đảm bảo. Vì nhiều loại hải sản nếu không được bảo quản và chế biến đúng cách sẽ trở thành món ăn không tốt cho sức khỏe. Hào là loại hải sản được ăn tái với chanh hoặc mù tạt. Dù món ăn này cung cấp nhiều chất đạm, vitamin, kẽm cho cơ thể, nhưng chúng cũng mang vi khuẩn họ Revio gây bệnh tả. Thêm một điểm nữa là vi khuẩn trong hải sản chủ yếu là phễ khuẩn, chỉ nhiệt độ trên 80 độ C mới diệt hết được. Ngoài vi khuẩn do nước đem lại, trong hải sản còn tồn tại nhiều trứng ký sinh trùng và mầm bệnh ô nhiễm do quá trình gia công chế biến. Và trên thực tế, cũng vì sở thích ăn đồ sống mà không ít người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhiều người tin rằng nước biển mặn sẽ hạn chế vi khuẩn phát triển, nhưng thực ra có những loại vi khuẩn ưa mặn sống được cả trong nước biển, hoặc là vắt chanh vào hải sản khi ăn sống thì có thể loại trừ được. Nhưng thực ra chanh chỉ làm cho mùi vị ngon thêm, chứ không hề có tác dụng diệt khuẩn, diệt ký sinh trùng. Chỉ có nấu chín hải sản mới có thể diệt trừ được sán hay là trừ dung. Vì vậy, để tránh những các loại vi khuẩn cực độc có trong hải sản, mọi người nên cẩn trọng, không nên ăn theo cách tái sống.
Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị điểm qua một vài lời khuyên mà chúng tôi tổng hợp từ ý kiến các chuyên gia để quý khán giả có thể lựa chọn cách ăn uống hợp lý nhất cho mình. Lời khuyên dành cho khán giả: những loại hải sản sống vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm các loại ký sinh trùng. Hải sản đã có sẵn tính hàn, khi ăn tốt nhất nên tránh ăn kèm với những thực phẩm mang tính hàn khác như rau muống, dưa chuột, dưa hấu, lê, những đồ uống có ga. Hải sản là nhóm thức ăn gây dị ứng nhiều nhất trong số các trường hợp bị dị ứng trong khi ăn uống.